mà. Cười lên, cười lên, cười lên. Trời ơi, nó lại một đạn luôn. Rồi, hai. Chiến thắng rồi. Quá trời cháy rồi, cái này. Xin chào cô chú anh chị và các bạn xem kênh Cù Lao Nhãn nha. Hiện tại thì gia đình Cù Lao Nhãn đang có mặt ở thành phố Cần Thơ của chú anh chị. Tại vì mình quay ở trên đây là có chú anh chị nhìn thấy ở địa chỉ ở đây là ở Phong Điền Cần Thơ của chú anh chị. Bên này thì gia đình mình có một cái chuyến đi xa, thì nói chung là bữa nay cũng có một cái lý do rất là đặc biệt, nhưng mà Thành cũng mời cô chú anh chị mình cũng vừa đi vừa nói luôn. Anh cũng có nói với mấy chị em với mẹ là kiểu như thấy là gia đình mình làm thì cũng hàng ngày cũng cực, nên là anh cũng muốn tạo điều kiện cho mấy chị em với mẹ, đặc biệt là mẹ, để có một chuyến đi cho có tinh thần lại, chứ hôm giờ bán ổi không được rồi, thấy gầu quá trời, mất ăn mất ngủ. Đi trải nghiệm chứ lại đi du lịch một chuyến, dạ, để cho khoe khỏa quả đó nhau à, cửu thành. Giống trái giác ha. Ở đây là kêu bằng cái lối vô là cái lối nào mình phải đi qua mua vé. Lúc nãy anh bảo vệ cũng mới hướng dẫn cho mình là phải đi kia, đi quanh kia mua vé xong rồi mới được đi tham quan. Dạ, chứ sẽ di chuyển qua đây để mua vé nè. Dạ. Thì sẵn đây thì em cũng gửi lại cảm ơn các anh rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh đã thương gia đình, rồi cũng tạo điều kiện cho gia đình có một cái chuyến đi. Thực sự thì anh rất là thương gia đình mình của chú anh chị. Oh, mấy cái bưởi này cháy quá trời cháy luôn của chú anh chị. Sao mà nó ngộ quá Thành ơi. Ủa? Dán này. Cái này là bưởi bưởi cọp, bưởi dép, cái này là bưởi dép, bưởi dép, cái này sừng sê luôn, dép trái này. Ủa mà trái này là trái thiệt cái gì mẹ ơi, trái thiệt, trái bưởi thiệt, trái thiệt. Cái bưởi thiệt nhưng mà người ta cột lên. À, có hiểu rồi. Là cái bưởi chín là do người ta cột lâu ngày nó sẽ chín. Dạ, chín nó vàng nha. Đúng rồi, đúng rồi. Vàng trên tự nhiên luôn. À, giờ này em hết giờ, em mở cửa tới 5 giờ. Ôi vậy hả? Là xíu nữa mình sẽ đóng cửa hả? Dạ đúng rồi. Này mình chân không kịp nữa. Dạ. Có gì sắp đi. Tại vì nhà của em xa. Xa hả? Dạ. Thì bây giờ chị mua vé thì em vẫn bán đó, nhưng mà chị đi chơi cái thời gian nó ngắn quá nên em hơi ngại thôi. Cái cây cô quân lên này chị hiện tại hôm nay em bán là 159 nghìn một vé. Dạ. Là bao gồm cho mình là có một cái khu vui chơi ngồi chờ cho trẻ. Dạ. Rồi có một cái vườn thú tham quan với lại phim trường chụp hình. Dạ. Bình thường thì em có một cái khu trò chơi dân gian này nữa, nhưng mà nhìn mà chị vô thì cũng không chịu. Dạ. Dạ.
chị ở xa lại chị muốn đi vô coi chứ. Em muốn đi tham quan. Tại vì em dạ. Em tranh thủ đi lẹ lẹ. Đi hơi trễ. Thì sáng gia đình mình là thu hoạch ổi nữa cô chú anh chị. Nên là đi hơi trễ. Mình đi sớm mình trải nghiệm cái này vô ha. Dạ. Mình xuống chạy xuồng có hả? Dạ. Dạ chạy xuồng như này cũng. Đi ngắm ngắm thú. Dạ chú ý đi vườn thú ha. Mỗi người đi vô đây là phải đeo cái này, đeo cái này rồi mới đi vô đây được. Anh nhập đây cái diện tích cũng lớn hết trơn anh ha. Dạ bên em cũng 17 hecta. 17 hecta. Bên em có phòng nghỉ nè, nhà hàng nè, tham quan nè, hồ bơi, bóng gym và karaoke luôn. Cũng tìm hiểu ở trên mạng mình thấy thôi chứ thiệt ra mình cũng chơi đi là nào. Từ đâu đến ở Cù Lao Dung, Cù Lao Dung Sóc Trăng. Nãy giờ thì gia đình mình cũng di chuyển bằng xe điện vô coi chứ anh chị. Đây là cái cổng vô nè. Đây mình lội đi tham quan. Ở đây có dòng cây mít nè. Cây mận nè, cây thanh trà. Đâu cây thanh trà đâu mà. Cây này là cây thanh trà. Cây thanh trà đó. Giống cây sa bô vậy. Cây sa bô. Đi sa bô, đi sa bô. Mình dễ nhận diện ha. Cái này nó xanh đường quá. Ồ, ở đằng đó quá trời bồ câu. Wow, một đàn bồ câu. Mình đi mình em đứng tay bắt chớn chạy đẳng là bồ câu tung lên nhớ quay cái nha. Tung sao mà đụng giống bồ câu xỉu. Được. Hay là mình làm nó hoảng sợ rồi ta bắt phạt mình nó nhốt mình ở đây luôn. Gia đình mình thì cũng ít khi có dịp đi về lắm cô chú anh chị. Mấy cái vàng nho hay gì đó mà. Nho này con. Dạ. Thôi đó đi qua đó chụp hình mẹ ơi. Thì người ta làm cái bảng 20 tháng 10 rồi mẹ. Đẹp quá. Thì hôm nay á là đi á thì cũng cũng cảm ơn Long Hồ nhiều lắm. Long Hồ cũng thương mến gia đình mà ủng hộ và cho gia đình để đi một chuyến đi du lịch này thì thật là cảm ơn Long Hồ lắm, nhiều lắm luôn á. Ủa vỗ tay nữa bay vậy đó hả? Dạ. Trời ngoài đó người ta nuôi nguyên một chuồng luôn kìa. Đang đông quá. Anh có quay được cảnh đó không? Kìa nó về tổ nó trơn vậy. Ở ngoài đó quá trời ổ rồi. Bây giờ em quay cái này cho anh là anh vỗ tay mấy anh. Ngoài đó có mấy con vịt nữa kìa, em vỗ sao mấy con vịt đó bay đâu mấy con ngon. Thịt con. Trời ơi, nó lên tới nó dòm mình. Ốc cỡ. Trong này có lúa. Ở phía bên đó. Ừ, ở trên An Giang là mấy chỗ đó là mấy chỗ mà nấu gạch đó mẹ. Ta đông gạch ha. Dạ. Cái gốc nó bự hơn của mình nhưng mà có trái cũng bự hơn luôn. Mà cái nhánh của người ta còn non hơn của mình mà ta. Ừ, non hơn. Úc Thành coi trái nhất kia nè con thấy. Dạ. Chứ sữa người ta trái quá trời. Ừ, trái nhất luôn nè. Trời, cái lúa này tốt quá ha. Ồ, cá nhóc luôn. Hoa hồng đó. Cái này ban đêm người ta mở đèn dạ, đúng rồi. Rất là đẹp luôn á. Em thấy treo đèn quá trời luôn. Cái gọi là đi lạc vô vườn hồng. Đẹp quá đây. Nó nhiều loại hoa ha. Bên đây thì màu hồng nè. Ừ, hình như là có cái vườn thú đó cô chú anh chị. Nhưng mà mình chưa biết chỗ nào để mình đi. Ngồi mình đi vòng qua bên đó. Wow, lúa này lúa mùa hả? Lúa gì mà cao quá. Rồi, cái lúa cái cao. Ừ. Bụi 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 không à, còn bây giờ là người ta xạ, còn cái này là người ta cấy bụi đó con. Cấy bụi. Tốt. Được, không sao. Rộng 17 hecta cô chú anh chị. Chị chứ 2 tấn luôn. Sao làm ạ? Giữa cánh đồng lúa luôn kìa. Thôi sớm hơn thôi. Ui, được mà, chắc chắn lắm á. Wow, xuống vô tay. Wow, cá này cá tên tượng hả? Cá gì tay? Xuống nè tay. Xuống nè. Cho tay nhát, cho tay không dám xuống rồi. Chứ dạnh nha. Ơi 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 ấm ấm đừng xuống thì được rồi cái khi nào bốn người xuống thì sụp đó ha. Lâu lâu mình đi về cũng cảm thấy rất là vui cô chú anh chị. Vui hết này này kiểu giống như là hai lúa lâu lâu đi gỡ lúa vậy đó cô chú. Đây đã sẵn có lúa luôn đó. Trời ơi trời ơi cái này nuôi lâu lắm chứ anh. Dạ. À,
lúc nãy nó bay qua phía bển. Đẹp. Ờ đúng rồi. Giơ tay lại rồi, giơ tay. Con sợ con lại. Quá trời luôn. Cho nó ăn thôi, cho nó ăn nó mới bay đẹp. Dạ. Gãy cái nó túa. Dạ. Con này nuôi để kiển mà chứ là phải đâu có câu bò câu gà chứ bò câu. Ờ. Mẹ bò câu nó phải bò câu đứa hư không mà. Cái kìa nó giãn nó ghê luôn á. À, trời. Nãy kêu. Ui ui. Cái gà là cái xuồng. Cái xuồng này bằng cây. Ủa sao không có nhúc nhích nha. Oh. Bà chê này. Ôi cái này để hồi xưa người ta chèo người ta đi bán nè. Đúng không mẹ? Có cái là cái gì không chứ. Được xin đấu hình đó hình ơi. Để mẹ xuống mẹ chèo nha. Rồi chuẩn bị mẹ đưa ra khơi nha. Chuẩn bị đưa vào bờ nha. Hai ra. Ok. Cái bưởi kìa, bưởi này chân nhìn đẹp quá trời luôn cô chú anh chị. Cái bưởi này làm nhìn thấy đẹp quá. Cái này chắc Tết mình sẽ học hỏi theo cái này của chú anh chị. Chắc Thành sẽ đi kiếm một cây bưởi rồi mình sẽ làm giống vậy. Tết mình chân. Cái này là giống ngày xưa đấy mẹ. Ừ. Có cái nhạc đi dễ thương quá mẹ ơi. Cái này giống ở dưới quán cô hai của mình. Vô nhà nha. Vô tay leo lên mai đi. Cái nhà này là giống cái nhà xưa luôn rồi. Chấm này giống với cô hai vậy. Mẹ đại con điện về cho chán nha mẹ. Thôi giờ mình đi mệt rồi mình vô đây mình rút. Cha ơi, tới Cần Thơ rồi nha. Cha nhà bữa nay khỏi nút cơm. Vô tay ơi. Vô tay vô buồn ra làm gì hết trơn. Trà đồ đi vô tay. Thì vô đập bằng hàng mai chế một cái áo dài nha. Để em mai chế cái áo dài nha. Trời bữa nay là nạn vô cái cây quá chị luôn rồi. Có heo giống con về tay. Cái này có chạy đâu đó. Em gánh được nha, bán đắt nha. Nhưng mà kiểu em sợ. Quá. Hồi sức cái đòn gánh của ta. Không có tiền đâu. Xin ra hay mà. Tay đạp leo lên đi mẹ chở con vô tay. Mẹ chở không được đâu. Đây quá trời rộng luôn cô chú anh chị. Bể lớp rồi luôn. Bể lớp. Mà cái này đẹp. Đẹp như tay. Vô tay đó cũng có con chim nữa. Bóng bóng bang bang. Ừ. Lên ăn này có cơm cá, cá màu xanh luôn kìa vô tay. Cơm bạc. Ôi nhà mình có con này nè nhưng mà nó không mặn. Đúng rồi. Nhà mình có con lớp nó tái rồi. Cá cũng vô tay rồi. Nó ngậm. Nó ngậm. Ở bên đây nè còn. Cái này thở mình được đi sớm là ngon rồi. Ấm lắm lắm nè còn nhiều thứ để mình tham quan. Cái này một hai mùa nữa là sầu riêng này có trái là vô tham quan có sầu riêng. Có sầu riêng vô. Dâu đó con. Dâu chứ. Dâu hả châu hả. Ở trong đây cũng có cái vườn dâu nữa cô chú anh chị. Mùa này thì hình thấy lúc nãy là đường dâu là đang mùa dâu trái quá trời. Trời ơi nó chưa lại à chứ ơi. Nhìn chưa thử sao vậy? Nhìn thấy là biết rồi. Thôi nhanh đi. Út sợ nè. Trái này là thôi. Dâu. Sao vậy? Chua một cái luôn. Không chưa ăn sao con biết chua. Lột chứ dâu ra mà tôm tôm nước miếng. Tôm nước miếng con... luôn. Con cũng vậy lắm hả? Mày cả nhà ăn dâu nha, chưa biết chua hay ngọt. Cho chế hưởng cái. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Chua. Con mày. Con biết lắm mà. Con dữ vậy ta. Con thấy gan mà con ê hàm luôn vậy. Cái trái thì thấy ham lắm nè cô chú anh chị. Ê, cái này phải nãy đem chén quá trời cháy rồi cây này. Quá khủng. Cái đó
kìa, ui ơi. Ôi ôi nó đẹp. Kinh khủng chưa, nó đẹp. Mà nó cao quá. Ôi ôi cái cây bên đó kìa. Cây nào ôi, như cái nấy luôn. Mà cây bên đó còn dữ luôn. Dữ luôn. Cái đùm nó xê luôn. Ôi dừa trong đây cháo nha. Thấy nó không tốt mà nó cháo quá trời. Cái này là đường vô nè mẹ. Ê. Tay con này ông thở ra. Thì một vòng thì cũng tới cái chỗ à. Tới vườn thú của con vào tay à. Tay tay hẹn cái đó mở cửa nha mẹ vô nha. Ủa mình vô chứ không được phải không? Đi ra đi vào nên đi ra là đóng cửa lại đi vô cũng đóng cửa. Tay là nó mong muốn đi là chỉ yếu là để coi thú. Chá ơi. Trong này có mấy cây chùm chùm nhỏ nhỏ không mà có trái. Mình chỉ có thể được ngắm thôi, không được hái. Hái chế. Con hu quá. Con hu, cái này tuổi của em luôn kìa. Hôm nay. Nay. Hôm nay. Hôm nay vàng luôn nhé. Ừ. Hôm nay. Hôm nay. Nó hiền quá. Nó cái gì đó. Con đó con bò hả? Con dê. Dê. Con dê. Ê đi lại gần con đà điểu nè. Trời ơi, nó như con kinh công nha. Đà điểu. Ô shit. Chắc cái tên tiếng Anh của nó vậy hả? Đốt cho em nha. Ok à. Thôi ăn cỏ kìa. Anh ơi, đốt được luôn này chế. Thị ăn cỏ kìa. À, bự lắm rồi chứ anh chị. Đà điểu này chắc có cả 100 kg à. Có, nó có mang bản hiệu đó. Quá trời. Chứ thấy có nhiều chỗ người ta lên người ta cưỡi nó chạy luôn hết hả. Ở đây tới nhiều con lắm. Bự kìa. Bữa nay nó nói sung sướng mà con người đúng tới miệng luôn. À, ăn lá, thích ăn lá hơn là thích ăn cọng. Thấy ghét quá. Đây là gà lôi. Này là gà điểu. Gà điểu. Ở này là gà lâu nha. Ừ. Gà lâu để lại mình chặt coi coi lóc 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 không ra. Đó. Cái con này chồng giống à. Nó đừng nhớ. Tiến thắng lại nha. Đây có mấy con chim nữa cô chú anh chị. Ôi ơi bay lại bay lại bay lại. Thế nó ăn chuối ở trống cái gì vậy mà? Trống nó bằng con le le vậy á. Không có mấy con vịt đang nằm đó chứ. Không, con le le. Vậy hả? Hay là vịt nước của hành? Vịt chà le 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 cái này le le. Giống vịt á. Dạ nó như là nó nằm giống như vịt chim vậy đó. Dạ. Còn con này con gì chế? Con chích cầu. Chích cầu, đó giờ chích cũng mới. Dữ lắm á, thả ra là rượt mình đáng à. À, giống cái ở dưới anh bọn á ha. Thả ra, mày vô cắm. Đừng có đứng gần cái mỏ, nó lướt ra được á. Trời ơi, nó ăn kìa. Nó ăn, nó ăn. Nó lấy bằng chân nó luôn kìa, nó lấy bằng chân nó ăn kìa. Quá trời. Cái mít này chín chưa mẹ, già chưa? Trái này già. Trái này già nè. Cái đốm xuống là lấy cái cây đốm vô cái cùi thấy vậy. Chung cái này đi là cảm thấy vui thế mà. Vui. Quá vui. Mà mệt mỏi về mình đi trải nghiệm về mình thấy cảm thấy mình vui mà đầu óc khô. Mình biết á thì mình tranh thủ đi sớm. Tại sáng ngày mấy chị em với mẹ cũng tranh thủ hái ổi xong rồi mới đi cô chú. Bởi vì cái đoạn đường cũng xa đó. Rồi mình di chuyển lên đây thì mình chọn phương tiện là xe máy. Rồi nó cũng thành ra nó cũng hơi trễ. Bởi vì cái việc tham quan của mình nó cũng hơi gói gọn thời gian. Chứ mà đi đúng giờ chắc đông lắm à. Dạ đúng rồi. Giờ này là giờ người ta nghỉ rồi đó. Chỗ này thì chỗ này thì 5 giờ người ta đóng cửa rồi cô chú anh chị. Ồ, cái mít này trái khủng khiếp luôn. Mít này là mít Thái luôn thằng ơi. Có cù đó. Ê, anh đâu có cù nữa. Khỉ nhỏ không ạ? Không có khỉ bự nha. Ồ, mấy khỉ này mới dễ thương nè. Dễ thương. Ờ, bên đây có mấy con cù nữa cô chú anh chị. Nguyên chuột cù luôn. Có bạn mới bị cạo lông rồi, nó dòm mình kìa. Cạo lông rồi.
cừu. Xin các bạn này chú cừu. Ngồi ngoài đây quá trời cái hậu cá này. Mà nhưng mà mình đi trễ không có mua được thức ăn kia. Trời ơi quá đẹp. Ôi, mẹ ơi, nó khôn rồi mẹ. Thấy mình nó chạy riết lại rồi mẹ. Không chạy lại kìa. Khủng ha. Đẹp một cái luôn. Cái này là cá coi không hả? Chắc vậy quá chứ. Trời ơi đẹp quá đẹp. Thôi mẹ ngồi đắng. Ơi, ở bên đây cái con cá chê. Nó tưởng là mình chơi. Ôi trời, con cá chê. Khiếp luôn. Nãy mình nhìn xa xa không biết cá gì. Em thấy không? Con cá chê này chắc cỡ 7 kg à. Ở ngoài đó có mấy con cá cha bè màu trắng đó cô chú anh chị. Nó lại em nè. Cái này giống cái gạch của mình quá vậy. Giống nè. Gạch này mà thả cá ha. Mình sẽ có một cái tour, một cái mini tour dành cho mình đi tham quan khu vực sông. Dạ. Cái tour của mình thì minimum là 8 người, là mình sẽ đặt một cái tour riêng. Đó. Mình sẽ tham quan khu vực sông, dòng khu vực này. Dạ. Dạ. Bữa sau mình bữa sau mình ghé xong mình book cái tour đó, dưới Hà Vui. Dạ. Có thể tham khảo trên fanpage của Ecoresort á, thì nó mình có đầy đủ thông tin. Em đi. Trên đường mình đang đi ra thì thấy ở phía bên này có cái nhá nè của chú anh chị. Nhá này thả xuống là bắt cá là ăn là vô tư luôn. Bây giờ gia đình mình cũng đi dạo tham quan một vòng khu Việt Phật Cần Thơ Eco đó cô chú. Thì địa điểm tiếp theo sẽ mời cô chú di chuyển cùng với gia đình cùng Lâm Nhãn, đó là sẽ tìm một nơi để ăn uống no bụng rồi mình sẽ về lại. Giờ chắc phải nhỏ thành làm hướng dẫn viên rồi. Cũng lên mạng kiếm tiếp thôi chứ giờ cũng ở trên đây là bó tay. Tay cũng vậy mà. Thì nãy giờ mấy chị em với mẹ cũng di chuyển đi qua bên đây là bên quán Tinh Thành á. 599 á. Lúc nãy mình có gọi qua mình đặt cái combo 599 coi chứ anh chị. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Thấy cái bội nè, ốp gà hồi xưa là ốp bằng bội tre vậy không nè cô chú anh chị. Giờ mình đi vô bàn cô chú anh chị. Ở quán thì mình thấy bàn cây rồi như là ở quê ở nhà mình vậy. Sao chứ? Lúc nãy em nói là em thích cái bàn ở bên kia nhưng mà cái đèn đó đã bị hư hơi tối cho nên là em dời bàn cho nên là hơi mất thời gian xíu. Dạ. Thôi, ra tới làm sao luôn mẹ. Ở đây quá trời đông luôn. Chung hôm nay thì cái món quà này thì anh cũng tặng cho gia đình mình khá lâu rồi đó cô chú. Nhưng mà do là công việc của gia đình cho nên là tới hôm nay thì mình mới sắp xếp được. Thì đi cũng hơi như là tặng quà nhưng mà em cũng thực hiện hơi dễ. Em cũng mong là anh thông cảm đừng buồn. Thật sự là hôm nay gia đình em có một chuyến trải nghiệm rất là vui luôn anh. Dạ. Mà em còn hơi tiếc cái là thời gian nó hơi ngắn hẹn cho nên là mình đi giống như là đi như là chạy giặt kìa ha. Cho tay bữa nay đi chơi vui nha tay. À, vui để tay lộn khẩu trang ra đi tới quán ăn rồi. Đeo khẩu trang hồi sau ăn ta. Vui. Tay nói tay thích mấy cái vườn thú quá trời. Thôi tay mê mấy con thỏ rồi đó. Của mà lần đầu tiên em thấy á. Nói em thấy mấy con đó mê cái sống á. Làm nông dân mình mà đi những cái quán mà đi chơi đi du lịch nữa thì hiếm lắm. Mấy tờ kinh muốn đi cũng cả những ngày. Đây thì cũng xài mấy cái chén này kiểu như chén hồi xưa vậy mà. Chén này chén hồi xưa nè. Cái bàn cây ăn cơm nhà mình cũng còn cái bàn y về nè cô chú anh chị. Giống luôn á. Giống ha. Cỡ luôn á. Cỡ. Dài dài qua bên đó cũng vậy đó. Cái combo của mình là được bao nhiêu món không hả? Dạ 599 ngàn. À, nãy chị nói nhiều món, lúc điện thoại em nói là chị nói nhiều món mà em chứng kiến là có cá lóc thôi. Cá lóc này chắc thôi, cá lóc mè hay gì chứ. Cá lóc mè, thường ngày phải đi sôi cực khổ lắm mới được cá lóc, rồi về bắt đầu mình mới làm chứ chẳng có chế biến bên này vô kiều một chút xíu ngay rồi. Mà kiểu này chắc lâu lâu đi một lần được chứ đi hoài
Diêm à. Diêm màn tối ạ. Là nhà ăn tại chợ mình thôi. Chứ còn mình ở quê mình mà mình muốn đi làm cái nhà đi ăn như vậy thì nó cũng bữa nay là rủ anh ăn chung với gia đình mình luôn. Với rủ cô chú anh chị bữa nay đi ăn với gia đình mình luôn. Ở quán này là quán cháo cối MT68 của chú anh chị, ở đường Đồng Văn Cống, ở thành phố Cần Thơ. Sẵn đây thì mời cô chú anh chị, mời Long Hồ ăn dùng bữa với gia đình mình. Bữa nay ăn sang nha Long Hồ ơi. Mời cả nhà nha, em cũng mời anh nha. Bây giờ mình ăn từ từ đi mẹ ơi, tại vì nhiều món mình ăn từ từ trước đi. Tại vì cái này người ta đem ra từ món gì đó con. Dạ. Nghe cá này mình thấy làm khéo quá trời luôn cô chú anh chị. Nhìn thấy khéo mẹ. Khéo hay ăn trái cây không? Dạ. Cây lắm. Cho tay ăn đi, cho tay. Hai lấy cá với muối để cho tay luôn. Không phải là mình thường xuyên có những dịp như vậy đâu. Ít khi lắm cô chú anh chị. Tại vì ở Cần Thơ thì cách nhà mình cũng xa. Rồi con không biết luôn, tại vì lúc nãy con coi là coi trên bản đồ trên điện thoại nó chỉ đường rồi mình chạy theo vậy thôi, chứ con cũng không biết như ban đêm này, không biết cái đường nào là đường nào. Trên xe mà chị hay nói nếu mà không có thành chỉ đường mà coi điện thoại là không biết đường đi luôn. Tiếp trưởng làm như đó bụng cái gì coi chứ anh chị. Cái cuốn xong cái ăn liền cái nói chết là lỡ rồi để cuốn sau ở mãi. Tại mình tới đây thì cũng hơi trễ rồi. Dạ. Cái tay ăn đi vô tay. Dạ cuốn vô tay nè. Bữa nay mình ăn luôn cô chú anh chị ơi, mời anh Long Hồ luôn. Mời cả nhà nha, em mời anh Long Hồ nha. Quá trời đông. Hình như ở phía sau kia là còn nữa mẹ. Dạ, lúc nãy Thành gọi điện thoại mình hỏi của chú anh chị là chị có nói là có combo là 399 nè, 599 rồi 799 rồi có 1 triệu mấy nữa. Khoảng 1 triệu mấy là nhiều lắm à. 1 triệu mấy tới 10 mấy người ăn lận. Cái này 599.000 bạn. Mà để mình coi món của mình nhiều không. Mình đưa vô combo á chứ mình để tận miệng mà nó cũng tiện nữa. Ấy giờ mình ăn rồi trễ quá, mấy biết chữ tài trợ cho khách sạn hay gì. Cô Lô Nhãn là ngủ đêm ở đây luôn. Ta môn người ta chiên nước mắm á cô chú anh chị, ăn cũng rất là ngon. Giòn. Dạ. Mấy cái món này là do tay mê lắm nè. Ăn đây à. Quất cái đuôi đó mẹ. Bụng quá ăn nữa. Ăn Long Hồ ơi, nhờ anh cho con tặng cái chiếc người này con đi con ăn được quá trời. Nóng gậy mất ăn mất ngủ. Sợ là đi chuyến du lịch này về rồi hết tỉnh luôn. Sợ làm cái đuôi này rồi no luôn á chứ. Cái này thì mới ra thì một cái món ốc nữa rồi chứ anh chị. Mà mình cũng chưa kịp hỏi là món ốc này là món ốc gì. Đây là cái combo 500. Nấu tôm càng, ớt chiên nước mắm, cá lóc que me, ốc đắng hấp chua cay, da heo chiên nước mắm, khoai mừng chiên nước mắm, tép chấu chiên bông điên điển. Ồ, cái này có nhiều combo nè. Ở bên này là cái lẩu là mình có tôm rồi nè cô chú anh chị. Mới ra thì món ớt chiên giòn. Ê, da heo chiên giòn với ớt chiên giòn cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị, mời Long Hồ ăn ớt chiên giòn với da heo chiên giòn. Quá trời món này. Còn cái lẩu riêng nữa. Đây là cô Lo Nhãn ăn như ăn buffet vậy cô chú anh chị. Đồng luôn á.
cái này coi coi vừa ăn dữ ha. Rồi, quay luôn á. Rồi thì họ đẹp quá ha. Trong quá trời ha. Tạm biệt cả nhà.